chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, thành đạt. Hôm nay mình tiếp tục đi câu cá, mình hôm nay mình đi câu cá rô nữa. Tại vì nói chung là mồi mãn gì cũng không có làm, thành ra chỉ lấy vế đi câu cá rô thôi mọi người. Mọi người theo dõi nha. Cái ăn. Mày nè. Cái gì đây? Cá rô ngon. Rồi, cá rô ngon quá. Căng mọi người, căng. Trời ơi, con cá rô. Ôi, con cá rô. Trời, cái cần đem ra không nổi luôn. Ui, con cá rô được có trứng nè mọi người. Cặp trứng cho bá lửa luôn. Rồi, ngon cơm cá này mà kho ăn cặp trứng là thôi hết thân luôn. Ừ, để chúng nó ăn liền luôn. Trời ơi, nhả cái gì rồi. Trời ơi, chùi tim luôn. Cái gì đây, cái gì bự vậy? Ôi, cá rô nữa. Trời ơi, dướng rồi. Ôi thôi. Trời ơi, dướng rồi. Trời ơi, dướng rồi. Trời ơi, dở lên đây. Trời ơi, ủa con cá vậy? Lội xuống mọi người ơi. Con cá rô. Bắt con cá cực khổ quá. Càng ngồi ra càng. Mày lấm lấm. Cá rô quá ngon luôn. Đúng là bữa nay mình câu cá rô không. Đi câu cá rô là cá rô không luôn. Quá trời, quá ể người ta luôn, mệt không. Chỗ này câu ngon, quá ngon luôn. Rồi.
sao? Cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Rồi. Dính nhở đó. Ui cá rô. Ôi ơi. Hôm nay mình trúng ổ cá rô khủng rồi mọi người. Ôi cá rô mềm mềm không? Ngon ghê. Quá trời cá rô mày không à. Ngon. Mày uống cá gì? Uống cá rô. Cá rô nè mọi người. Ui da. Ôi ơi. Đường tới đó mọi người ơi. Ôi ơi, đã không? Trời ơi, vui quá là vui được con cá đằng hai. Ôi ơi. Mình được cái thành quả mình mong ước là câu cá đằng hai nè nè mấy mọi người. Bây giờ cũng trưa rồi, mình cũng mệt, cũng hết mồi luôn rồi. Cá cuối cùng mình câu là con cá đằng hai. Nào bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn mọi người video sau. Cái thành quả mình câu nè, cá rô. Cá đằng hai đồ quá trời luôn. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye.